Hello anh chị ạ, tất cả chị gái luôn ha. Em xin giới thiệu, em là Hoa, nhân viên tư vấn bán hàng của cơ sở Ngọc Trai Sông Long Quốc. Và hôm nay em gái xin giới thiệu mấy chị, đây là mẫu bông tai 2021 nha mấy chị. Mẫu này bên em là ngọc giật nước kết hợp với bảo y 925. Đó, thiết kế đính đá rất là sáng nha mấy chị. Đính một cái viên đá chủ rất là sáng như này. Ngọc này là ngọc giật 9 ly, bông là bông trúc đẩy. Mua bông trúc đẩy em gái tặng kèm cho mấy chị thêm chút nhựa silicon. Bạc bên em đeo thì không đen, không xỉ màu, không có đính da. Và mẫu 2021 này bên em giá 1,1 triệu. Mua ngay bây giờ em gái giảm cho mấy chị chỉ còn 750 ngàn. 750 ngàn mẫu bông tai 2021. Chị đẹp của em trên video này thích mẫu 2021, comment mã sản phẩm số điện thoại bên dưới là có đơn ha. Em gái đeo thử cho mấy chị xem nha. Dạ đây, em gái đang đeo là mẫu bông tai 2021 luôn, ngọc giọt luôn ạ. Bông trúc đẩy rất là xinh luôn, đeo lên sáng gương mặt mấy chị yêu ha. Và ngày nào em gái cũng livestream ở trang Ngọc Trai Phú Quốc nha mấy chị. Mấy chị đẹp của em nhớ đón xem trang em gái like nha. Em gái like ở trang Ngọc Trai Phú Quốc luôn. Trang có hình nền hai con rồng màu vàng, cái nền màu đen nha mấy chị. Vào lúc 12 giờ trưa cho đến 16 giờ hàng ngày. Dạ đây chị đẹp nào, các em thích mẫu bông tai 2021 kèm mã sản phẩm số điện thoại bên dưới là có đơn. Dạ đây, cảm ơn mấy chị đã theo dõi video này của em luôn ha. Bye bye, chào tất cả chị gái nha.